Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay trở lại với Toon Boom Studio 8.0. Thì trong bài học hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với chúng ta hiệu ứng mây trời, tức là sương mờ, mây, vân vân. Thì chúng ta sẽ xem cách tôi làm. Bài này rất ngắn thôi, các bạn chú ý nhá. Chúng ta ghi là tạo mây cho cảnh hoạt hình. Thì lần trước tôi đã giới thiệu với các bạn cách làm lửa, khói lửa vân vân. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp để cho các bạn dễ học. Thì các bạn có thể vẽ cảnh trực tiếp lên đây, hoặc các bạn có thể vào thư viện. Nếu mà chúng ta ở đây thì tôi vào nhanh thôi để cho chúng ta thấy là trong phần background tôi chọn, các bạn nhớ là chọn hình thu nhỏ nhá, thumbnail đấy, chúng ta vào đấy, sau đó chúng ta chọn cảnh, ví dụ như là thành phố cũng được. Thì lúc này chúng ta chú ý là ở đây là nó vào một frame, là một cái khung nhìn ở một cái khung trong đây. Thì các bạn có thể trượt cái con này lên đến hàng hàng nhiều đi, chúng ta cho lên 500 hay 200 được. Các bạn kích chuột phải chọn Extend Exposure. Đấy, chúng ta chọn vào đây nhá. Sau khi vào đây rồi thì các bạn chọn cho tôi cái phần tiếp theo là chúng ta add hiệu ứng. Hiệu ứng thì nằm ở trên đây. Các bạn cho chúng ta vào hiệu ứng về mây. Ở đây chúng ta chọn sương mờ. Sương mờ đây chúng ta nhìn thấy mây đây nhá. Đấy. Thì các bạn nhìn này. Đây là mưa. Mưa thì muốn tìm mây thì các bạn chọn vào đây. Các bạn chọn cho tôi phần mây chỗ đây. Đấy, thì chúng ta di chuyển chúng ta nhìn thấy này. Đúng là mây như trên máy bay đúng không các bạn? Đấy. Giống như sương mờ chạy trong thành phố buổi sáng sớm. Thì chúng ta chọn này. Thì tôi cũng nói luôn các tham số đây các bạn nhập vào nhé. Thường thì các hiệu ứng nó mặc định có một cái dark gradient blue sky, tức là một cái nền màu bầu trời màu xanh lá, màu xanh da trời nó nằm ở đây. Thì chúng ta chọn nút trong suốt transparent, chúng ta chọn ở đây nhá. Thì ở đây chúng ta chọn cho tôi là phần duration, tức là khoảng thời gian bao nhiêu frame. Ví dụ như là chúng ta muốn nó dài lên 400 thì các bạn đánh cho tôi 400 vào. Còn cái này là mass amount of objects, có nghĩa là số lượng về những cái sợi mây này nó khoảng 3.000 thì chúng ta giảm đi, tham số này chúng ta giảm đi nhá. Giảm đi cho mây nó đỡ dày. Đó. Maximum visible thì nó có thể hiển thị đến 500%, à 500 phase, tức là nó giảm dần. Đấy, các bạn chú ý. For high có nghĩa là mặc định nó là 2 chấm âm 2,1, nghĩa là chiều thấp của mây thì các bạn tăng lên thì nó sẽ cho mây cao lên. Đấy, mây cao lên, mây xuống. Đấy, các bạn cho mây tầm lưng lửng phía trên thôi, nghĩa là nó không chạy xuống dưới cái con đường mà nó chỉ bay ở phần tầm trên. Thì các bạn nhớ tăng cái floor high, tức là cái sàn của mây. Đấy, các bạn chú ý nhá. Thế còn width là độ rộng của mây, high là chiều cao của mây, còn deep là độ sâu của mây. Thì các bạn độ sâu là sâu vào trong ấy, gồm không gian ba chiều đấy, các bạn chú ý như thế. Thì sau khi các bạn làm được như thế rồi thì các bạn thấy là cảnh của chúng ta nhìn rất là đẹp. Đây nó chỉ bay tầm trên, nó không bay tầm dưới. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, 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 đấy. Rất là sướng nhá. Đấy, các bạn có thể làm được như thế. Thì đây là tôi giới thiệu với bài này, là bài bài tạo mây. Đấy, bài tạo mây rất là dễ, các bạn có thể tạo những phim hoạt hình rất đẹp. Đấy, đấy là bài tạo mây nhá. Rồi, tôi nói đủ các tham số cho các bạn đấy nhá. Duration các bạn nên tăng làm 800, 1.000 cũng được. Thì nó chiều dài của nó chạy mãi nó không hết. Đấy. Đấy, đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi.
Thôi chúc các bạn vui vẻ. Mình mỗi bài mình giới thiệu một hiệu ứng và có những cái hiệu ứng rất hay mình sẽ giới thiệu ở cái bài sau để các bạn cùng làm được phim cho nó đẹp nhá. Bởi vì mình dạy các video này là gồm chỉ để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn thôi, cũng không có gì cả. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.